Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tóm tắt phần 2 của bộ phim kinh dị Ác mộng phố Fear. Phần này sẽ nói rõ hơn về lời nguyền của mụ phù thủy Sarah. Những ai chưa xem qua phần 1 có thể tìm xem ở đường link bên dưới nhé. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu ngay thôi nào. Nhân vật chính trong phần 2 này là người phụ nữ tên Christine Berman, người duy nhất sống sót trong thảm kịch năm 1978. Sau khi cô bạn thân Sam bị mụ phù thủy Sarah điều khiển tâm trí, trở nên điên loạn không thể kiểm soát. Tối hôm đó, Deena cùng cậu em trai Joe đã đến chỗ Tristan để xin lời khuyên. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Sam, Tristan liền cảm thấy lo lắng, bảo rằng mình không thể giúp, lời nguyền của mụ phù thủy Sarah là vĩnh cửu. Cách duy nhất là hãy chạy thật xa khỏi thị trấn này, đừng bao giờ quay đầu lại. Tuy nhiên Deena không muốn bỏ mặc cô bạn thân của mình. Đứng trước sự nài nỉ của cô gái, Tristan cuối cùng đã chịu kể lại mọi chuyện năm xưa, về cách mà cô đã thoát khỏi lời nguyền mụ phù thủy. Quay lại năm 1978, thị trấn Shadyside và Sunnyvale đã cùng nhau tổ chức một buổi trại hè cho học sinh của hai trường. Bọn họ cắm trại ở một công viên hoang sơ bên ngoài thị trấn. Christine Berman lúc đó là một cô học sinh trung học. Do tính tình nổi loạn cùng vẻ ngoài bất cần, cô gái thường xuyên bị đám bạn trường bên cạnh bắt nạt. Bọn chúng cho rằng Christine là tín đồ của phù thủy, còn trói cô gái lên một cái cây, sau đó dùng quẹt lửa hù dọa cô. May mắn vừa lúc đó hai cậu quản lý đi ngang, đã can ngăn kịp thời. Tristan bị thương nhẹ ở cánh tay. Cậu quản lý tên Nick khuyên cô gái nên đi băng bó vết thương kẻo bị nhiễm trùng. Tristan sau đó đã đến trạm xá, thế nhưng không có ai ở đây. Cô gái bước đến chỗ bàn làm việc của bà y tá, phát hiện một quyển sổ tay, trên đó ghi chép về những vụ án mạng từng xảy ra trong thị trấn. Bên cạnh là một biểu tượng hình tròn, giống như dấu ấn phù thủy. Tristan định cầm lên đọc, bất ngờ vừa lúc đó bà y tá bước vào. Trong lúc đang băng bó vết thương, Tristan đã cố tình hỏi về quyển sổ tay. Bà y tá cũng không có ý giấu giếm. Bà ta bảo rằng mình đang tìm cách để giải trừ lời nguyền của phù thủy Sarah. Con gái bà là một nạn nhân của mụ ta, cô gái bị mụ phù thủy điều khiển tâm trí, trở thành một kẻ sát nhân điên loạn rồi giết chết bạn mình. Nữ y tá quyết tâm phải giải trừ lời nguyền, để giúp thị trấn không còn kẻ sát nhân nào nữa. Đang nói thì chị gái của Tristan bước vào, cô gái tên là Cindy. Từ lâu hai chị em đã không hòa hợp với nhau. Cindy lo lắng về vết thương của Tristan, thế nhưng cô bé tỏ vẻ không quan tâm, còn bảo mặc kệ mình. Cindy chán nản quay về trại để tiếp tục công việc. Trong lúc đang cùng cậu bạn trai Tommy quét dọn trong phòng, bỗng bà y tá từ bên ngoài bước vào, tay cầm con dao tiến đến chỗ Tommy. Bà ta bảo rằng tối nay cậu sẽ chết vì lời nguyền phù thủy, để không bị bà ta điều khiển, buộc lòng cậu phải chết ngay lúc này. Nói xong bà ta lao đến tấn công Tommy, cậu bạn cố gắng chống cự, trong lúc giằng co đã đẩy bà y tá vào ghế, khiến bà ấy ngất xỉu. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng có mặt, giải bà y tá về đồn. Tristan cảm thấy khó hiểu, khi một người hiền lành như bà ấy lại có thể làm chuyện như vậy. Cô kể chuyện này cho chị mình nghe, còn nói về quyển sổ tay bí ẩn của nữ y tá, cho rằng có liên quan đến lời nguyền phù thủy. Thế nhưng Cindy trước giờ không tin những chuyện ma quỷ. Hai chị em sau đó cãi nhau, Tristan tức giận bỏ vào trong phòng. Mặc cho những cảnh báo của nữ y tá, thế nhưng bữa tiệc cắm trại vẫn tiếp tục diễn ra. Bọn họ còn tổ chức một trò chơi hấp dẫn vào tối nay. Không ai biết đây sẽ là đêm kinh hoàng của đời mình. Tối hôm đó, Cindy cùng cậu bạn trai Tommy đã lén lút đến trạm xá, định tìm hiểu nguyên do vì sao nữ y tá lại có những hành xử kỳ lạ. Bọn họ bước vào trong, tìm thấy quyển sổ tay. Chưa kịp đọc thì bên ngoài có tiếng động. Tommy từ từ bước đến kiểm tra, phát hiện có thêm hai người nữa xuất hiện. Cô gái tên là Alice, là bạn thân của Cindy, cô ta dẫn theo cậu bạn trai của mình. Bọn họ là những con nghiện thuốc phiện chính hiệu, định đến đây để trộm vài viên thuốc, thế nhưng lại tỏ vẻ hứng thú với quyển sổ tay. Trong đó kể lại câu chuyện của mụ phù thủy Sarah. Vào năm 1666, bà ta đã bị dân làng ở thị trấn Shadyside xử tử. Thế nhưng mụ đã kịp giao kèo với ác quỷ, đổi một bàn tay để lấy sự bất tử. Từ đó mụ phù thủy đã bắt đầu gieo rắc lời nguyền lên người dân thị trấn, khiến bọn họ trở thành những kẻ sát nhân điên loạn. Trong quyển sổ còn ghi rằng, cách để khiến lời nguyền chấm dứt, chính là đặt bàn tay của mụ phù thủy về lại bên cái xác. Có như thế mụ ta mới thực sự xuống địa ngục. Ở dưới quyển sổ có một tấm bản đồ, chỉ chỗ chôn xác chết của mụ phù thủy, nằm trong khu rừng rất gần với nơi này. Alice tỏ vẻ hứng thú muốn khám phá, nên đã cùng cậu bạn trai nhanh chóng đi đến đó. Cindy cùng Tommy vì lo lắng cho bọn họ nên cũng đã đuổi theo. Trong khi đó ở buổi cắm trại, Tristan đang nung nấu ý định trả thù đám bắt nạt. Cô cùng Nick lên kế hoạch, sẽ dùng côn trùng để hù dọa bọn chúng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ đưa lá thư lửa tên thủ lĩnh đi đến nhà vệ sinh phía sau bãi cắm trại. Cô ta không biết gì mà một mình đi vào bên trong. Vừa mở cửa buồng, một xô đầy những con rắn từ trên đầu rơi xuống, khiến cô ta la hét hoảng loạn. Tristan cùng Nick liền khóa cửa nhà vệ sinh, nhốt cô ta ở bên trong. Bọn họ thích thú vì cuối cùng đã trả thù được thành công. Tristan sau chuyện đó cũng đã thân thiết hơn với Nick. Về phía nhóm của Cindy, sau một lúc tìm kiếm trong rừng, cuối cùng đã phát hiện ra một ngôi nhà hoang, phía trước là một hầm mộ cũ kỹ. Alice nghi ngờ xác mộ phù thủy được chôn bên dưới, liền thích thú đi xuống kiểm tra. Tại đây phát hiện nó giống một kho chứa đồ, trên bàn còn có cây nến đã cháy được một nửa, chứng tỏ nơi này từng có người ở. Đi sâu vào trong, bọn họ kinh hoàng phát hiện một biểu tượng hình tròn được khắc trên đá, giống với biểu tượng trong quyển sổ tay. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là nơi trú ẩn của mụ phù thủy. Alice sau đó tìm thấy những cái tên được khắc trên phiến đá, chính là tên của những kẻ sát nhân trong thị trấn. Dưới cùng là một cái tên vô cùng quen thuộc, chính là cậu bạn trai Tommy. Cindy không tin vào mắt mình, cô cho rằng Alice chỉ đang đùa giỡn. Lúc này ở phía ngoài, Tommy bỗng dưng hành xử kỳ lạ, cậu ta như trở thành một con người khác, bất ngờ cầm dìu lao đến giết chết cậu bạn trai của Alice. Hai cô gái nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng liền sợ hãi chạy sâu vào trong hầm, Tommy nhanh chóng đuổi theo. Bất ngờ đá từ phía trên đổ sập xuống, khiến hai cô gái bị kẹt bên trong. Tommy không tiếp tục truy đuổi mà quay trở về bãi cắm trại. Cindy cảm thấy lo lắng cho Tristan và những người khác. Alice liền trấn an cô gái, cho rằng bọn họ nên tìm lối ra trước khi mọi chuyện quá muộn. Cindy sau đó bỗng phát hiện ra, đường hầm này có cấu tạo rất giống với biểu tượng phù thủy trong quyển sổ tay. Cả hai đi sâu vào bên trong, phát hiện một căn phòng đầy những con ruồi. Ở giữa phòng là một chén kén trông vô cùng kinh tởm. Alice vừa đặt tay vào, bất ngờ nhìn thấy ảo ảnh của những kẻ sát nhân trong quá khứ. Cô gái hoảng sợ liền bỏ chạy, giữa đường không may vấp ngã khiến bàn chân bị gãy. Cindy cố gắng chạy đến trấn an cô bạn. Bỗng nhiên phát hiện dưới đất mọc lên rất nhiều rong. Cindy từng thấy đám rong này có ở bãi cắm trại, chứng tỏ bọn họ đang ở rất gần đó. Lúc này Tommy đã quay về bãi cắm trại. Hắn ta ra tay giết chết từng người trong nhóm học sinh một cách tàn độc. Một cặp đôi đang vui vẻ ân ái sau bữa tiệc. Anh chàng vừa vào nhà vệ sinh tắm rửa, thì cô gái đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Tommy. Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lúc này Christine đang vui vẻ tám chuyện với Nick. Cả hai vừa định hôn nhau, bất ngờ bên ngoài có tiếng la hét. Các học sinh phát hiện xác chết một học sinh trong trường. Lệnh triệu tập nhanh chóng được ban bố, các học sinh đều tụ tập lại ở nhà chung, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Nick xung phong cùng một cậu quản lý đi ra ngoài để dò thám tình hình. Khi bọn họ vừa đi khỏi, Tristan bỗng nhớ ra cô gái bị mình nhốt trong nhà vệ sinh, bèn một mình chạy đến đó. Vừa mở cửa ra, Tristan bất ngờ bị cô ta lao đến tấn công. Cả hai giằng co một lúc, Tristan vô tình đấm cô gái ngã vào tường khiến cô ta bất tỉnh. Lúc này anh chàng quản lý từ đâu chạy đến. Bọn họ đang định rời đi, bỗng nghe bên dưới bồn cầu có tiếng gọi. Tristan ngước xuống nhìn, phát hiện chị gái Cindy của mình đang đứng bên dưới. Cô gái sau đó liền thả dây để bọn họ trèo lên. Thế nhưng vừa đi được nửa đường, Tommy bất ngờ xuất hiện, dùng dìu cắt đứt đầu của cậu quản lý, khiến sợi dây tuột mất. Tristan sợ hãi liền bỏ chạy khỏi đó. Cô gái sau đó chạy về phòng định trốn, lúc này Nick cũng vừa quay trở về. Anh ta bảo rằng đã phát hiện rất nhiều xác chết bên ngoài trại. Toàn bộ đều là học sinh của thị trấn Shadyside, chứng tỏ tên sát nhân chỉ nhắm đến một bên. Cậu ta vừa nói xong, cánh cửa đằng sau bất ngờ bật mở, Tommy xuất hiện bước vào bên trong. Tristan và Nick sợ hãi liền tìm chỗ trốn, thế nhưng vẫn bị tên sát nhân phát hiện. Hắn dùng dìu định chém Tristan, Nick liền lao đến đỡ lấy, khiến bàn chân bị thương nặng. Tristan bèn thừa cơ hội bỏ chạy. Cô vừa ra tới cổng trại, đã thấy xe buýt chở các học sinh rời đi. Bọn họ đã để quên cô gái ở lại cùng tên sát nhân. Tristan vội vã chạy vào nhà chung để trốn, không quên mở nhạc để át đi tiếng động. Tên sát nhân như ngửi được mùi cô gái, chẳng mấy chốc đã phá cửa xông vào. Hắn ta bước vào một căn phòng, không biết rằng Tristan đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cô gái vừa định cầm dao đánh lén, bỗng dưng tiếng nhạc chợt tắt, khiến tên sát nhân nhận ra. Hắn sau đó liền lao đến tấn công cô gái. Về phía Cindy, đã tìm thấy một lối ra khác dẫn đến nhà chung. Cô bỗng nghe thấy tiếng em gái la hét kêu cứu, bèn vội vã phá lớp cửa sắt chạy lên trên. Lúc này Tristan đang bị tên sát nhân bóp cổ. Cô gái trong lúc hốt hoảng, đã vớ lấy chiếc túi vải trùm lên đầu hắn. Tên sát nhân sau đó xô ngã cô gái xuống sàn. Định tấn công thì Cindy đã xuất hiện kịp lúc, dùng dao đâm thẳng vào tim khiến hắn chết ngay lập tức. Hai chị em cuối cùng đã qua cơn nguy hiểm. Cindy xin lỗi em gái vì đã không tin lời cô bé. Lúc này Alice từ dưới tầng hầm cũng trèo lên trên. Cô bảo rằng mình đã tìm thấy một thứ vô cùng quan trọng, chính là bàn tay bị mất của mụ phù thủy. Theo như những gì ghi trong quyển sổ, chỉ cần đưa bàn tay về với cơ thể, thì lời nguyền sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Sau khi tìm hiểu tấm bản đồ, bọn họ phát hiện cái xác của mụ phù thủy được chôn dưới cái cây to ngay bên ngoài bãi cắm trại. Cả ba quyết định sẽ khiến mụ ta xuống địa ngục vĩnh viễn. Lúc này bỗng dưng Tristan bị chảy máu cam. Giọt máu vừa nhỏ xuống bàn tay mụ phù thủy, ngay lập tức bên dưới tầng hầm xảy ra chấn động. Chiếc kén từ từ vỡ ra, một thứ gì đó bắt đầu trồi ra ngoài, về phía ba cô gái. Khi đang chuẩn bị bước ra ngoài, bất ngờ Tommy từ phía sau lao đến, đâm một nhát vào người Alice khiến cô gái gục ngay lập tức. Hắn ta đã hồi sinh nhờ sức mạnh của mụ phù thủy. Cindy tức giận liền dùng sẻng đâm vào cổ tên sát nhân, khiến đầu hắn bị đứt làm đôi. Alice vì vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cindy vô cùng đau buồn, thế nhưng nhận ra những kẻ sát nhân khác cũng đang bắt đầu treo lên khỏi tầng hầm. Hai chị em bèn chạy đến chỗ cái cây, cố gắng đào bên dưới tìm xác mụ phù thủy. Những kẻ sát nhân sau đó từ từ bao vây từ phía. Hai chị em sau một lúc đào, mới phát hiện ra tại đây không có cái xác nào, chỉ có một tảng đá ghi dòng chữ, phù thủy sẽ sống mãi. Lúc này đám sát nhân cũng đã đến gần. Cindy cố gắng chặn đường cho Tristan bỏ chạy. Cô bị Tommy chém liên tục vào người. Về phía Tristan cũng không thoát khỏi, đã bị một kẻ sát nhân khác đâm vào bụng. Hai chị em sau một lúc đã tắt thở. Đám sát nhân cũng biến mất, tưởng rằng tất cả đã kết thúc. Thế nhưng Nick bất ngờ chạy đến, cố gắng hô hấp nhân tạo cho Tristan. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô gái đã may mắn tỉnh lại. Cảnh sát sau đó nhanh chóng xuất hiện điều tra, thế nhưng không thu được kết quả gì. Nick sau sự việc đó cũng quyết tâm trở thành một cảnh sát bảo vệ cho thị trấn. Anh ta không ai khác, chính là ông cảnh sát trưởng hiện tại của Shadyside. Quay lại hiện tại, sau khi nghe xong câu chuyện từ Tristan, Deena liền giật mình nhận ra một điều. Cô gái bảo rằng vài ngày trước, cả nhóm đã vô tình tìm thấy cái xác mụ phù thủy nằm ở bụi cây ven đường bên ngoài thị trấn. Nếu quả thực đúng như những gì quyển sổ đã viết, thì bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể chấm dứt được lời nguyền. Tristan sau đó đã chỉ Deena về chỗ chôn bàn tay mụ phù thủy. Nó vẫn nằm bên dưới gốc cây ở bãi cắm trại, bây giờ nơi đó đã là một trung tâm thương mại. Deena cùng Joe đến tìm, quả nhiên phát hiện một bàn tay bên dưới. Cả hai ngay lập tức đi đến chỗ chôn cái xác mụ phù thủy. Ngay khi Deena vừa đặt bàn tay vào chỗ cái xác, một ảo ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cô gái nhận ra bản thân chính là mụ phù thủy Sarah. Thì ra Deena đã được đưa về năm 1666. Rốt cuộc nguồn gốc lời nguyền từ đâu? Mụ phù thủy thực chất là người như thế nào? Tại sao lại bị dân làng xử tử? Tất cả sẽ có trong phần 3. Hãy cùng chờ xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn.